bánh chưng đã có thịt. Từ một tin nhắn của sơ chị trên Tây Nguyên gửi về với trăn trở làm sao cho dân làng có bánh chưng, bánh không thịt thôi cũng được. Và quý anh chị em đã mở lòng quả đại. Một sơ chị và ba sơ em ở bốn cộng đoàn khác nhau đã mở tiệc Giáng sinh đãi 17 làng với khoảng 3.300 người. Dân làng mổ heo, nhà ai có gì thì mang tới, người chặt bốc củi, người nắm lá mì, người ghè rượu, người nắm rau, góp chung lại, nấu nấu nướng nướng. Có những làng ở cách xa nhà nguyện gần 20 cây số, đi lễ đêm xong ngủ lại tại nhà nguyện, đêm đó nấu cháo ăn ấm cái bụng, sáng hôm sau dậy chung tay nấu nấu nướng nướng rồi dự lễ ban ngày Giáng sinh, sau đó lại dọn đồ là ăn uống ngay trong nhà nguyện, chật quá thì kéo nhau ra ngoài trời. Các làng gói bánh chưng cũng xôm tụ không kém, tiếng cười nói của các chị các bà, tiếng mổ heo rửa thịt của các ông, tiếng đùa giỡn của đám trẻ con theo mẹ gói bánh. Chốc chốc có đứa bỏ cuộc chơi chạy vào xem bánh đã gói tới đâu rồi. Các chị và các sơ em của chúng tôi chạy từ làng này sang làng nọ. Tin nhắn về cho tôi chỉ vòn vẹn: em mệt quá rồi chị, nhưng dân làng vui lắm. Em vừa bắt con heo về làng nè chị, nó khôn lắm, nó chẳng chịu vào lòng đâu. Vâng, hạnh phúc của anh chị em là niềm vui của nữ tu chúng tôi. Hạnh phúc của anh chị em lên dây cót cho sức khỏe, lên dây cót cho tình yêu. Wow, ăn bằng hết nha, ăn không hết của em. Ăn bằng hết, nhưng mà tô chén của mỗi người là thì chúng tôi vui lắm. Nước lấy vào những ống lam này để chuẩn bị cho gạo vào và nướng cơm lam đó quý vị ạ. Những lời cảm ơn chắc là không đủ đến từng anh chị em đã dốc cạn túi cho anh em trên Tây Nguyên có bữa tiệc mừng Chúa Giáng sinh cho ra trò trong năm nay. Chúng con chỉ biết nói với dân làng cầu nguyện cho quý ân nhân để Chúa Hài Đồng chúc lành cho quý vị. Chúng con cũng mời gọi dân làng đi hai lễ, lễ đêm và lễ ngày Giáng sinh để cầu nguyện cho quý ân nhân không thể không được đi lễ trong mùa Covid đại dịch này. Coi như là chúng con đi lễ thay nhé. Và chúng con, những nữ tu Đa Minh Rosalima, vẫn là những nhịp cầu nối đôi bờ trao và nhận. Chúng con nhận những yêu thương từ quý ân nhân và chúng con gửi đến anh chị em Zarai. Rồi từ Tây Nguyên, chúng con nhận những lời cảm ơn từ ánh mắt, nụ cười, từ những tấm lòng chân chất giữa núi rừng. Chúng con xin trao gửi lại hết cho quý vị ân nhân những nụ cười, những ánh mắt, những lời cảm ơn và những lời cầu nguyện này. Một vài thước phim để chia sẻ mình vui đón Giáng sinh của các anh thiếu nhi. Bát mới, đồ mới, bữa mới, thìa mới. Ăn từ từ đi, ăn chồng một, ăn chồng hai, chín lâu, ăn một bàn không lâu, bạn bố, đứng.